Chào các bạn, ngày hôm nay An Đông sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu khẩu trang rất là nổi tiếng, đó là khẩu trang 3M8210. Cái khẩu trang này sao nổi tiếng, nó là bởi vì nó đạt tiêu chuẩn N95, mà cái tiêu chuẩn N95 này là tiêu chuẩn của Hoa Kỳ cấp. Chính vì vậy nó rất là nổi tiếng trên thế giới, và khi người ta đọc thì người ta hay không nhớ cái mã 8210, người ta hay nhớ cái N95 này hơn. Và đây là cũng là đang mẫu khẩu trang đang được bán chạy trong cái thời điểm mà không khí đang bị ô nhiễm nặng nề. Tuy nhiên là cái khẩu trang này nó lại là đeo sau đầu, chính vì vậy nó sẽ đeo, cách đeo nó sẽ hơi khó khăn cho người mới sử dụng, và anh Đông cũng sẽ giới thiệu cho bạn cách đeo luôn. Đầu tiên là các bạn xỏ cái bàn tay trái qua hai cái dây như này, cho cả hai dây như này, sau đó ốp khẩu trang vào mặt. Cái dây bên dưới thì các bạn cho qua trước, dây bên dưới các bạn cho xuống cổ đó, dây bên trên thì các bạn cho lên đầu. Sau đó các bạn chỉnh lại cái dây. Bước tiếp theo là các bạn nẹp lại sống mũi như này cho khẩu trang khít với khuôn mặt. Bước cuối cùng là các bạn ôm tay, các bạn thở để xem cái độ kín khít của khẩu trang. Nếu nó kín khít như vậy là ok. Đó, cách đeo cũng rất là dễ dàng. Tháo ra thì các bạn tháo bình thường thôi.